Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình ra cái bãi chỗ mới này xem các bạn, chỗ mấy chỗ bãi kia thì mình đi quần nhiều quá, lại cỏ là khiếp lắm rồi. Thì vẫn mang em ẩn trống này đi khai quật lại lần thứ hai các bạn nhé. Lần trước ở chỗ cũ thì nó đã khai quật rồi các bạn, về mình thì không chịu dí và mình đã tập lại, và ngày hôm qua thì đã bắt đầu chịu dí rồi, nhưng mà cò thì bốc hơi xa nên là nay đi ra cái bãi mới này xem nào, cò kiếc nó có bốc gần hơn xíu không. Ở đây thì rất là nhiều rễ run nhá, vừa nãy thấy rễ run bốc lên nó rầm, nó định dí nhưng mà mình không có cho dí. Ngay chừng bãi này toàn rễ run thì không có cỏ, bởi vì ở đây người ta đánh lưới quá nhiều các bạn, người ta đánh lưới nhiều mà nghe tiếng rễ run nhiều, bắt đầu mấy con rễ run nó phải đến. Ui giời, con rễ run xa. Ui giời, con rễ run xa. Con cúp đèo nó nửa rồi. Đi. Ở đâu? Chỗ nào? Chỗ nào? À, bay sớm thế. Biết dí được không? Đi. Cút bèo. Sao mà dí được ở đấy? Nó bay vào tới trong đấy thì hồn quá. Chết.
Được rồi. Còn nép. Đi. Mình mỏi chân thì cũng được một con cò nép với các bạn. Rồi, có thành quả được rồi. Đâu? Cái chuối. Yeah. Đậu chuối đấy à? Vâng. Rồi kệ nó đi. Để cho nó phép con này đi đã. Bỏ phạt chết luôn cò nép sợ. Đây. Mẹ đấy, không gì được, anh chịu mày.